Trời, anh đúng thành lực. Rồi, chào các bạn nha. Đáng buồn là em đang học là không khí quá buồn đúng không? Giáng sinh không khí lại lạnh mà có mấy người học thôi. Như tôi có dạy cho mấy em bài đúng không? Bài pháp luật đúng không? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em bài khám khóc bị bẹn đùi nha, khóc bị bẹn đùi. Thì cái bài này á, thật ra nó nằm trong cái bài pháp luật không? Nhưng mà mình không hiểu sao mà người ta tập ra là hai bài nha. Thật ra cái bài này thuộc về cái phần của pháp luật nha. Và cái bài giảng á, thì cái bài này là bài bệnh lý khóc bị. Cái bệnh lý khóc bị nó chia nó có nhiều cái loại khóc bị lắm. Khóc bị thành bộ, khóc bị trung tâm, khóc bị tăng giác thắt lưng, nó có nhiều loại khóc bị nha. Nhưng mà thật ra dạy cho các bạn về bệnh não khóc bị thì nó phức tạp hơn nhiều. Nên chị Phương Trú dạy cho các bạn cái cách khám khóc bị bẹn. Và cái khám khóc bị bẹn này nó nằm trong cái bài khám bụng. Khám bụng nhìn sờ gõ nghe, trong lúc nhìn thì chúng ta xem có phải khóc bị hay không. Và cái bài khóc bị bẹn này các bạn sẽ được học lại vào năm thứ ba về bệnh học khóc bị bẹn. Rất là phức tạp và rất là hay. Em cái gì ở y khoa cái gì mà phức tạp là hay. Lý do gì? Nó có nhiều cái mà con người không hiểu hết được. Và cái y sáu là các bạn sẽ học được cái bài điều trị khóc bị bẹn. Điều trị khóc bị bẹn là từ hồi thời mà tổ của y khoa là theo Hippocrates bây giờ đó, người ta tổng kê lại là có hơn 80 phương pháp mổ khóc bị bẹn. Và các bạn nghe là thấy sao? Nghe là thấy kinh hồn, thấy ghê quá đúng không? Có nhiều vấn đề quá, lý do gì? Tất cả phương pháp nó đều không hiệu quả. Các bạn để ý nha, tất cả những cái bệnh lý gì mà nó có nhiều phương pháp của một, nhiều phương pháp một, là những cái phương pháp nó đều không hiệu quả. Hôm nay đi trên trung tâm trình đi này thì dạy các bạn cái cách khám thôi. Bài này hết sức là đơn giản, không có gì phải khó hết. Tuy nhiên tôi sẽ lòng ghép vô cái phần giải phẫu của người bệnh là phần cực kỳ khó nha. Kể cả những cái phẫu viên mổ gì, mổ số lượng mổ khoảng vài 300 ca, nhưng một bài là phần giải phẫu của người bệnh không nắm được nha. Lý do gì? Quá phức tạp, nó có quá phức tạp. Có nhiều người mổ là lên gọi là lên tới đại đau rồi, nhưng mà trình bày là cái giải phẫu của bệnh thì không nắm nha. Nên chứng tỏ là gì? Nó rất là khó nha. Trong cái trình y khoa nó có hai cái phần, hai cái vùng mà khó nhất về giải phẫu mà cho các bạn phải tự học chứ trong cái trường trình dạy tải và tải các bạn không đủ, là phần giải phẫu học vùng bẹn và phần khó thứ hai là gì? Giải phẫu học của vùng đái chậu liên quan tới cơ chế của trung tràng, liên quan tới cơ chế của táo bón, hai vùng đó là khó nhất và còn rất là nhiều bí ẩn hai cái vùng đó ha. Hai cái vùng nhất là vùng đái chậu nó có nhiều cái cơ chế bệnh sinh, nhiều cái cơ chế mà thật ra chúng ta hiểu biết là nó chưa đạt tới mức nên các bạn phải tự học nha. Rồi mục tiêu bài này là gì? Bài nào cũng vậy nha, tới một cái bài học là chúng ta làm cái định nghĩa là gì nha. Các bạn sinh viên từ vào bỏ lại cái định nghĩa đó đi, định nghĩa thế nào là khóc bị bẹn, thế nào khóc bị đùi, thế nào khóc bị nghẹn, khóc bị restart. Rồi định nghĩa phần thứ hai là phần tư tưởng nó nói là giải phẫu học của vùng bẹn nó như thế nào, rất là phức tạp. Trong cái phần giải phẫu của các bạn học là theo cái giáo trình của răng Gaster đúng không? Giáo trình của răng Gaster tả thì nó phần về phần khối bệnh người ta tả nó cũng gọi là gì, chưa đủ. Nên nó có một cái quyển sách chuyên về khối bệnh, nó có khoảng 3.000 trang chỉ biết về khối bệnh thôi, chỉ biết về khối bệnh khoảng 3.000 trang cũng sách dày nè ha, mà rất là hay ha. Này đây là phần của các bạn thực hành các biện pháp khác để chữa đón khóc bị bẹn nha. Các bạn dùng những biện pháp qua sà qua, biện pháp chạm ngón,
Nhiều pháp chặn rồi mấy sau. Rồi. Mục tiêu thứ tư. Nè, mục tiêu thứ tư. Thì mục tiêu thứ tư là sau khi học ra mục tiêu đầu thì chúng ta sẽ suy ra được mục tiêu thứ tư. Phân biệt khó bị bệnh trực tiếp, phân biệt khó bị bệnh gián tiếp. Đây là cái bài kinh điển. Nè, cái bài kinh dạy cho các bạn theo các cách kinh điển, các câu hỏi. Nè, còn cái cách hiện đại của tôi khi mà dạy lên sàn là tôi không có dạy. Cái câu hỏi này tôi sẽ bỏ qua. Nè, các bạn phân biệt khó bị bệnh trực tiếp, phân biệt gián tiếp. Kiểu kiểu cũ đó, thì các thầy, nhưng mà bạn học kinh điển mà học y khoa là phải dạy từ kinh điển tới hiện đại. Nè, thì kiểu cũ là lúc nào phải lúc mà đi thi lên sàn, các thầy sẽ bắt các bạn nó phân biệt được cái này là khó khăn trực tiếp hay khó khăn gián tiếp ha. Còn nó có tài liệu rất mới nhất như trong cái quyển sách của ta thì người ta nói là gì? Không cần phân biệt khó khăn trực tiếp rồi nhưng tiếp là gì và chính lý do tại sao ha. Chút xíu bây giờ trả lời này định nghĩa ha. Đây là gì? Tất cả các chuyện các bạn học ha, là các bạn phải định nghĩa ha. Tới năm thứ ba đi lên sàn ha, hỏi giống như thi mà hỏi cuốn thi cuối đợt á, thi cuối đợt đặt câu hỏi ha, đặt câu hỏi thì các bạn nó thi kém quá đi, mình đặt câu hỏi để còn nó vớt để cho thi đậu luôn, cho đủ điểm đậu, năm điểm đậu á. Hỏi định nghĩa kỹ là gì không biết ha, bao giờ đó là câu hỏi gì, rồi câu hỏi quá đơn giản ha. Định nghĩa kỹ là gì không biết, nên các bạn phải xem, các bạn trước một các bạn học, các bạn phải xem định nghĩa nó là gì nha. Thì các bạn học định nghĩa thoát vị là gì? Thoát vị là sự trồi ra, là sự nhô ra nha. Tiếng Anh nó dùng chữ đồ chính sinh, thì trồi ra của cái tạng qua một cái chỗ huyết của thành bụng nha. Đó là vế thứ nhất. Vế thứ hai là nó được còn được bao bọc bởi cái mô xung quanh, như là da nha, bao bọc bởi mô xung quanh hay bao bọc bởi cái hay còn một cái da nha. Nó có hai cái là đầu ra, cái thứ hai là nó còn được bao bọc. Thì cái định nghĩa này nó phân biệt với cái chuyện gì, cái khuyết của thành bụng hay nhất là gặp ở sơ sinh. Thì các bạn tỉnh thoảng hay đọc báo xem có gì bệnh viện gì đầu một hay một mổ một em bé sơ sinh mà ruột nằm ở phía bên ngoài, cái đó bệnh nhân gọi là gì, khuyết khuyết của thành bụng, do thành bụng nó đóng một tình ha. Thì chúng em thì phôi đúng không, khoa đại học đó, nó dính tới cái bất thường này nè, do cái thành bụng nó đóng không kín, thì nó liên quan tới cái chuyện khuyết của thành bụng em. Thì cái khuyết của thành bụng với cái thoát vị này là một cái khác nhau, một cái nó được bao bọc, một cái nó không được bao bọc, đó là thoát vị em. Rồi định nghĩa thoát vị ngạt là gì? Ngạt nó nghĩa là gì? Ngạt cái từ tiếng Anh nó dễ dùng chữ là gangrenous là gì? Thoát vị, cái tạng thoát vị nó bị chui ra và nó có tổn thương mạch máu tạng, nó tổn thương máu tạng làm sao tạng nó bị hoại tử nha. Thì ngạt tạm thời dịch là gì, khi cái tạng thoát vị nó chui ra nó không, nó bị kẹt lại thì nó bị tổn thương mạch máu, tổn thương mạch máu thì sao, nó bị tạng nó bị hoại tử và nó là thoát vị ngạt nha. Thì định nghĩa thoát vị ngạt là gì, có tổn thương mạch máu hay không nha. Rồi các bạn muốn phân biệt cái chữ ngạt với chữ kẹt ha, cái chữ này, hai cái chữ này vì bản thân tôi cảm giác ra cái chữ này nghĩa nó giống giống nha, mà cái chuyện mà kinh điển từ xưa tới giờ rồi ha, thì kinh điển từ xưa tới giờ mình sửa sửa được ha. Còn ngạt hay kẹt thì tôi nghĩ về cái nghĩa nó gần gần giống nhau, về có tổn thương máu hay không, cái từ tiếng Anh nó dễ hơn ha. Nên cái chữ kẹt là gì, kẹt là cái tạng thoát vị nó chui vào trong cái túi thoát vị và nó quay trở về không được, nó dính lại ha. Nên sau này ví dụ như sửa lại bạn nào để thành những nhà gọi là đặt ra mấy cái từ mấy cái gọi là những cái thuật ngữ y khoa medicine ha, thì bạn nhớ sửa lại thành cái chữ khác, ví dụ như chẳng hạn ví dụ chữ thoát vị dính chẳng hạn, dính lại nó chui ra được ha, thì nó cái nghĩa nó nghe hơn, còn cái chữ kẹt thì nó không phù hợp ha. Rồi chị khó nhất là phân biệt giữa ngạt với kẹt ha, tôi cũng thi gặp quá thì hỏi này ngạt hay kẹt là biết được không biết được ha. Thì nhớ là ngạt là nó có tổn thương mạch máu ha, còn kẹt là nó không có tổn thương máu. Rồi trên lâm sàng khi các bạn là một cái người bác sĩ khám lâm sàng hoặc là một bác sĩ phẫu thuật ha, bằng khám bệnh được các bạn cũng phải
phải phân biệt được cái này là hẹp hay là hẹp. Tại sao? Tại vì hai cách xử lý nó khác nhau, nhưng tôi đưa được cái phương định nghĩa. Nó bị miệng ngẹt, các bạn mổ cút, các bạn mổ bắt cút ngay tức thì. Bệnh nhân nào tôi khám là gì? Bệnh nhân chỉ cần có cái xét nghiệm máu, có cái đồng máu, có cái nhóm máu, rồi tôi mổ, rồi tôi không cần làm cái khác. Tại sao? Mình mổ càng sớm thì mình cứu được cái tay, mình cứu được cái ruột, bệnh nhân khỏi tất cả khó ruột. Tôi cho phép cái thời gian mà bạn nó chưa bị hoại tử từ lúc mình xuất hiện triệu chứng tới cái lúc bác sĩ chỉ định mổ là không có quá 6 tiếng. Tuy nhiên, cho nên trường hợp cái gì? Tuy nhiên mà những cái bạn nó chịu được cái sự thiếu máu là khoảng 6 tiếng thôi. Nên khi mà các bạn được chứng đoán được thì mẹ này là có được mẹ nhẹ thì các bạn phải khẩn trương, thay đổi xử lý khẩn trương phải làm cho phải mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Còn kẹt là gì? Các bạn có thể giống như rùa và cỏ, các bạn hãy nhẫn nhơ từ từ ăn gọi là các bạn chuẩn bị mổ chỉ định, không có gì phải mổ khác. Cái là gọi là selective operation, là mổ phiên, tiếng Việt là mổ phiên. Rồi thoát vị điện tơ là gì? Là một cái vị đặc biệt. Thoát vị đặc biệt nó thường gặp ở đâu? Nó thường gặp, các bạn hay nghe nói là một cái người phụ nữ lớn tuổi da mỏng xương nha, thì cái lỗ bịch, cái người đó thì cái lỗ bịch cái cấu trúc mở ra lỗ bịch nó bị bọc đi, thì ruột nó chui vào đó và ruột nó chui vào một bên một cái thành ruột, một cái thành bờ tự do của ruột non, ví dụ bờ tự do ruột non nó chui vào, nhưng mà sao ruột nó không có bị tắc ha, thì cái đó gọi là thoát vị distal, thoát vị distal là bờ tự do ruột nó chui vào trong cái lỗ bịch, chui vào trong cái lỗ bịch mà ruột nó không tắc, gọi là thoát vị distal. Cái này có nhà nãy giờ con cố mình định nghĩa là thoát vị là gì ha, thoát vị ngẹt hay là gì ha, thoát vị kẹt là gì và thoát vị distal. Thoát vị kẹt khi mà cái lỗ cái tạng thoát vị nó chui qua nó lớn quá, nó không quay trở về và cái phím trước của thành bụng này nó nhỏ ha, thì lúc đó nó sẽ bị tạng nó bị thiếu máu. Thiếu máu thì quá 6 tiếng thì nó sẽ bị hoại tử ha, nên đó là thoát vị ngẹt. Còn kẹt là gì? Cái tạng thoát vị, cái lỗ thoát vị nó to lên, cái phím trước của thành bụng nó to quá đi, cái tạng nó chui vào đó, cái lâu ngày nó giữ lên nó luôn, cái ví dụ nó thành má dính vào trong cái túi thoát vị nó không quay về được ha, thì cái đó là thoát vị kẹt ha. Đi ra khỏi cửa này không biết nào kẹt hay là ngẹt ha, thì nhớ câu là gì? Có tổn thương mạch máu là ngẹt ha. Này nữa là phần định nghĩa, phần này là phần khó nhất ha, phần này là phần gọi là gì? Lúc thời của các bạn thì cũng loại là gì? Thời của các bạn là hình ảnh ha, gọi là 3D mô phỏng ha, 3D mô phỏng tưởng tượng khác rồi. Còn cái lúc mà tôi học á, các thầy tôi nói là không vẽ đẹp lắm, vẽ như là họa sĩ vai luôn á, nhưng mà tôi nhìn tôi học tưởng tượng ra được. Lý do là gì? Những cái cấu trúc vẽ hoài cái vẽ không thể nào bằng những cái hình ảnh giống như vậy ha. Rồi thành bụng có mấy lớp các bạn? Hả? Thành bụng có 7 lớp là theo cái cách chia cũ. Theo cách chia mới thì cái cân dưới da, cái cân gì? Cái cân mỡ, hai có hai cái lớp cân mỡ dưới da thì tổng cộng nó có mấy lớp? Có 9 lớp ha, nó có tổng cộng đó. Nào tổng cộng là có 9 lớp ha. Thì ống bẹn. Ống bẹn là một cái cấu trúc hình ống ha. Hình ống trong đó có cái gì các bạn? Cái này là gì? Có thực tinh ha, thực tinh rồi có gì? Ống dẫn tinh, có động mạch tĩnh mạch, cái gì nữa hả? Cơ nâng phiều ha, thực tinh là gồm có ống dẫn tinh, có động mạch tĩnh mạch, nuôi tinh hoàn, có cơ nâng phiều ha. Rồi thì đây là cái cấu trúc hình ống chạy từ trên xuống dưới ha, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong ha, từ ngoài vào trong. Ở phía bên ngay chỗ cái phục mạc ở phía trong này gọi là lỗ bèn gì? Lỗ bèn sâu, này lỗ bèn trọc. Phía này ngay ở phía ngoài là cái tủ mưu này gọi là lỗ bèn đông, lỗ bèn đông. Rồi đây cái này là hình ảnh mô tả cái hình ảnh của cái này là cái gì bạn? Đây cái dây chằng mạng, cái này cái lỗ bèn đông cho cái thần kinh nó chui
việc ăn đi xuống, đi xuống việc. Thì cái này là từ tủ mu tới cái chỗ phía trên, cái này là chỗ dày lên của cái cơ gì, của cái cơ chéo bụng ngoài nha. Cái cơ chéo bụng ngoài nó dày lên, nó tạo thành dây chằng quẹt ha. Hay trong tiếng Anh nó dùng cái từ gì, giải chậu mu, một số nơi dùng giải chậu mu. Trong cái bài của bệnh viện rồi, cái bài cực kỳ khó, lý do là gì, mỗi tác giả phải đưa ra một cái chữ khác nhau. Dù mình học thì dễ chẳng bạn ha, một số nên đi nghe một số họ nghĩ khác nó dùng chữ giải cho mu, nhất là mấy cái người nước ngoài nó báo cáo mình dùng chữ giải cho mu, nghe mình không biết được cái chữ đó. Cái bài này là nhiều tác giả không có định được cái bài này, xếp dùng cái bài khá phức tạp ha. Thì cái này là dây chẳng bạn hay là giải cho mu cũng là nó ha, là sự dày lên của cân của cơ chế bên ngoài. Ngay cái chỗ mà ha, ngay cái chỗ của mu nè, nó có cái chỗ thì nó kết hợp giữa cái cân của cơ chế bụng trong và cân cơ ngang bụng, nó gọi là cân kết hợp nha. Cân kết hợp là thay quọt của cái phương pháp một bánh tiên nha, nó là thay quọt, nên các bạn có biết được cái cân kết hợp này nha. Khi nào các bạn đang thành phố Hồ Chí Minh thì dạy một số bài sai học để sẽ dạy về cân kết hợp này nha, một phương pháp liên quan tới mổ bánh tiên rồi. Đây nó gọi là gì, cung của cân cơ ngang bụng ha, tha vòng cân cơ ngang bụng ha. Rồi ngay cái chỗ cân kết hợp này ha, khuyết ngay chỗ bám cái cổ mu, chỗ này nó có cái dây chằng thì gọi là dây chằng khuyết lacuna ha, dây chằng khuyết. Rồi trong cái vùng này các bạn lưu ý, nó có cái động mạch gọi là động mạch thượng vị dưới nha. Nên lúc học bài đăng cái tơ thì có bài động mạch thượng vị dưới thì nó xuất phát từ cái động mạch trong ngoài nha, nó đi vào cái, đi theo hướng của cái cân của cơ gì, cơ thành bụng nha, nó nuôi chi phối cho vùng nửa bụng dưới nên gọi là động mạch thượng vị ha. Nghe cái chữ thượng vị dưới nghe kỳ không, lúc mình học được là tôi thắc mắc này, tại sao thượng vị mà dưới đó nha, là nó nuôi ở cái bụng ở phía dưới, nó đi lên, nó đi lên hướng lên trên nè, thấy không, hướng lên trên là thượng vị và nó xuất phát từ ở phía dưới ha. Lúc này học rồi mắc cái chữ này, tại sao gọi là thượng vị dưới ha, mình chọn động mạch dưới cũng được ha, đây là động mạch thượng vị dưới ha, cái nuôi của cân cơ thành bụng. Rồi các bạn lưu ý này nha, dây chằng bẹn bờ của cơ thành bụng và động mạch thượng vị dưới ha, động mạch thượng vị dưới, cái tam giác này gọi là tam giác hay sinh bát, tam giác hay sinh bát này là cái điểm yếu của thành bụng ha, hay sinh bát là điểm yếu của thành bụng, thì cái này là nằm trong cái cơ chế của bệnh lý thoát vị bẹn trực tiếp ha, hoặc mặt phải ha, là qua quá trình lớn lên của tủ tác ha, cần thành bụng nó bị chảo đi, thành bụng nó yếu đi, thì cái chỗ cái điểm này ha, cái bờ của dưới và ngoài cơ thành bụng và tiếp của dây chằng bẹn, thì cái này các bạn đây là cái điểm yếu của thành bụng ha. Rồi các bạn để ý này ha, dưới cái dây chằng bẹn nó có gồm bó mạch động mạch và tĩnh mạch đùi ha, dưới này là bó mạch động mạch tĩnh mạch đùi, thì cái dây chằng bẹn nó đắp và nó phát ngang và ha, nó dưới cái dây chằng bẹn này, thoát vị nó nằm dưới cái dây chằng bẹn này gọi là thoát vị đùi, thoát vị nằm trên dây chằng bẹn. Rồi các bạn thấy ha, dưới cái này thoát vị đùi nó chui vào cái lỗ của cái bó mạch mạch tĩnh mạch đùi ha. Khi các bạn thấy cái tạng ha, tạng nó chui vào dưới cái vùng bó mạch này, cái này gọi là thoát vị đùi ha. Lúc tôi đi học có cái hình này ha, sau này tìm ra được có được cái hình, có cái hình này tưởng tượng ra được, chứ thật ra lúc mình đi học là mình không có tưởng tượng được cái thoát vị đùi là ha. Vậy các bạn có đặt câu hỏi dưới dây chằng bẹn là thoát vị dưới dây chằng bẹn là thoát vị đùi, trên là thoát vị bẹn, vậy có khi nào bạn có biết được cái này là thoát vị bẹn thoát vị đùi không? Thì cái này khoảng chắc hẳn một năm rồi có một ca có hạn kiểm nhờ thì mổ cái ca rồi là gì, tôi nhìn cái thoát vị nó nằm ở trên dây chằng bẹn á, nằm ở trên dây chằng bẹn, nhìn cái tạng bên ngoài thì tôi khám cho nó cái này là thoát vị bẹn
quý vị nó nằm chưa, nó chưa dưới cái dây chằng bẹt, hang nằm trong cái vùng bó mạch này, trong cái vùng bó mạch động mạch tĩnh mạch đùi, hang thì nó đã có bị đùi, hang để hang. Thôi, cái này là quan điểm của ông Russo là gì? Nguyên nhân của cái chuyện thoát vị bạn, thoát vị đùi là thoát vị cái lỗ này, hang cái lỗ này, cái lỗ này trên cái chằng bẹt dưới chằng bẹt bạn, ta gọi là lỗ kinh lược, hang, dùng này gọi là lỗ kinh lược. Này, hang cái này gọi là lỗ kinh lược, thoát vị nó sẽ, này là cái điểm yếu của thằng bụng, hang, nó thoát vị nó sẽ chua vào trong này, rồi, đây là cái hình minh họa cái chuyện là gì? Các bạn thấy nè, cái lỗ này là cái lỗ gì bạn? Cái lỗ này là cái lỗ quẹt đông, thoát vị mà nó chui qua cái lỗ quẹt đông thì thoát vị gì? Thoát vị mà chui qua lỗ quẹt đông gọi là thoát vị gián tiếp. Cạnh lỗ quẹt đông, cái chỗ yếu của thằng bụng nãy có tam giác hay xích bát á, thì nó đây là thoát vị trực tiếp. Nhìn cái hình ha, thoát vị là thoát vị trực tiếp, này là gián tiếp. Thoát vị mà nó nằm trong dưới cái chằng bẹn, nằm trong cái chỗ mà có mạch động mạch đùi, tức là đùi đi ngang, thì cái này là gọi là thoát vị gì? Này gọi là thoát vị đùi, này gọi là thoát vị đùi. Rồi thì đang học phôi đúng không? Phôi mà rất là giỏi đúng không? Vậy giờ tôi lo lắng tôi học quên rồi. Thì trong quá trình mà phát triển á, thì cái tinh hoàn nó đầu nằm trong ổ bụng, tinh hoàn nó nằm trong ổ bụng thì nó di chuyển từ từ xuống dưới, từ từ xuống dưới, thì nó tạo ra cái khuyết của thành bụng, khuyết của thành bụng, tạo thì do quá trình di chuyển của tinh hoàn tạo khuyết của thành bụng. Nên học trong cái bài giải phẫu á, ví dụ như thành bụng có mấy lớp thì vì tinh hoàn nó có mấy lớp đúng không? Có thể cái dạy câu lớp rồi đúng không? Thành bụng có mấy lớp thì vì nó có mấy lớp, thì do quá trình gì? Do quá trình di chuyển mà cái nó kéo cái khúc mạc đi xuống dưới, cái mạc đi xuống dưới nên nó tạo ra cái khuyết này, cái sau này nó trở thành một cái điểm yếu của thành bụng. Ví dụ nếu nó không có bệnh thì gì, cái lỗ này sẽ bệnh kính ha. Ví dụ cái bệnh lý này nó không bệnh kính được thì nó sinh ra cái số bệnh, ví dụ như bệnh gì, thoát vị bạn, tinh mạch nước, nang thủy tinh ha, thì gọi là gì, đó là sự cơ chế của hình thành của cái ống thuốc tinh mạch ha. Cái ống tinh mạch này bình thường nó sẽ teo đi, nó mất đi, còn ống tinh mạch nó không có teo đi thì nó tạo bệnh lý ha. Thì nó có mấy cái giả thuyết về cái cơ chế ha, nãy giờ cái cơ chế là gì, già ha, già thành bụng nó yếu đi thì nó thoát vị qua cái thành bụng bé ha, qua cái lỗ, còn qua cái lỗ cái lược trên cái dây chằng bẹt, cái chỗ mà cái thần kinh nó đi qua ha, trên cái dưới nó ha, thì nó là lỗ cái lược ở lỗ Russo ha, đi qua ha, rồi lỗ cái lược. Và giả thuyết thứ ba đó là gì, do sự quá trình di chuyển của thực quản ống hút tinh mạch không đóng kín ha, nó gây ra bệnh lý ha. Đó là liên quan tới phôi đại học và giải phẫu học. Rồi, thêm một khái niệm nữa các bạn phân biệt được cái này là thoát vị bạn trực tiếp hay thoát vị bạn gián tiếp nha. Thì mình học mới học đó thì mình thấy cuối chẳng biết thế nào là trực tiếp, thế nào gián tiếp. Thì trực tiếp là gì, nó đi thẳng ra được, nó đi thẳng ra thành bụng ha. Còn gián tiếp là sao, nó phải đi ra cái ống bạn, nó đi vào cái ống bạn. Thì một cái cách để dễ nhớ là gì, nó cái thoát vị mà nó mượn đường đi của người khác á là thoát vị bạn gián tiếp, chỉ cần nhớ vậy thôi. Nó có cách nhớ ha, chứ mình học là mình biết ngay trực tiếp là gián tiếp quên mất hết à. Thì cái khối thoát vị nó mượn đường đi, nó đi vào trong ống bạn là thoát vị gián tiếp, còn nó không có mượn đường đi qua điểm yếu của bụng đi thẳng ra ngoài luôn thì cái đó là trực tiếp ha. Tiếng Anh là gì, direct và indirect nó đi hành ha, rất là dễ ha. Đây, nó đi vào trong ống bạn, nó đi xuống dưới ha, nó đi trong thần kinh, có thể đi xuống phiều luôn thì nó lại là thoát vị bạn gián tiếp, còn nó đi qua cái khuyết của thành bụng ha, và là thoát vị bạn trực tiếp, dễ nhớ ha. Rồi đây là cái hình minh họa mà thoát vị bạn trực tiếp và gián tiếp thì quan hệ ha. Rồi lúc học y ba là lúc học y một là nó có một cái bài gọi là gì, tôi cứ cần ở trong cái bài thi đó là gì, cơ chế chống thoát vị, chống vị tự nhiên là có cơ chế mặt cặp chứ cơ chế gì nữa, nó có hai cơ chế ha. Cơ chế đó là cơ cơ bọt ha, khi mà
bệnh nhân rạn ra nó được buồn thì cơ chế buồn trong co lên, nó hẹp cái lỗ, hẹp cái lỗ về trong lại ha. Đó đó gọi là các triệu cơ bò ha. Còn cơ chế mình gặp là gì, cái cơ nó co lại, nó làm hẹp cái lỗ căng ngang, hẹp cái lỗ về trong lại ha. Đó là tác dụng của cơ chế mình gặp. Cái này liên quan tới bài cũ thì nhắc lại thôi. Nãy giờ là gì, nãy học lên thì ôn là dễ khổ ha, ôn là dễ khổ chứ còn thích học là chưa vô bài chính ha. Và thì nguyên nhân của thoát vị mạng nãy giờ mình có nhắc tới rồi, nguyên nhân bẩm sinh ha, nguyên nhân bẩm sinh có liên quan tới cái ốc hút tinh hoàn, giờ nguyên nhân do tuổi tác không già suy yếu ha, thành bụng nó nhão đi thì nó là cơ chế nó quá tải ha. Khi mà trình bệnh án mà cứ đứng ba và đi lâm sàng ha, các bạn sẽ nói được những yếu tố thuận lợi ha. Thuốc có cái mẹ ví dụ như là gì, bệnh nhân bị bẩm sinh là không nói ra ha, còn yếu tố thuận lợi dành cho có bị mắc phải ha. Thì có bệnh nhân bị ho kéo dài, các bệnh nhân bị gì, bị ho kéo dài nè, COPD nè ha, bệnh nhân phải đặt tiểu kéo dài trong bệnh lý của bú tiền tiến ha. Bệnh nhân bị táo bón kéo dài, bệnh nhân rạn liên tục cũng có cái mẹ. Rồi bệnh nhân làm gì được, bệnh nhân làm những cái nghề ở office, tới ngày ngồi một chỗ không có vận động thì cái đó cũng là một cái yếu tố thuận lợi của cái mẹ em. Thì nó tỏa là nhiều thứ sau này nó có cái yếu tố thuận lợi của mẹ, nó là gì, trong những cái guideline của châu Âu nó là thứ thứ ba là gì, hút thuốc lá. Hút thuốc lá cũng là yếu tố thuận lợi của mẹ. Tại sao hút thuốc lá nó gây ho cái dài đúng không, gây ho cái đường thở tắc nghẽn mãn tính ha. Nên sau này trong những cái guideline của văn đông với guideline của bài cho bài này tôi có hôm nào cũng xin tôi cho thì hút thuốc lá và nhìn trên mạng có hôm nào đó đánh guideline có người bệnh mà của cho là thì hút thuốc lá vẫn là cái yếu tố một loại của người bệnh nha. Nói nhiều ha, nói nhiều tốt một loại này kia, nhưng các bạn chỉ cần nhớ được cái chữ là gì, các yếu tố là tăng lực phục nè, chỉ cần nhớ tăng lực phục là gì, ho nè, đặt tiểu kéo dài nè, có món nè ha, thì chỉ cần nhớ là gì, thay quần và tăng lực phục nè, chỉ cần nhớ về đó được ha. Thì lâm sàng ha, lâm sàng thì bệnh nhân thoát vị mạng ha, khi khám bệnh thì các bạn phải hỏi bệnh ha, và hỏi bệnh là rất là quan trọng, giống như cái bài khám bụng bữa dài này gì, chỉ cần các bạn hỏi là các bạn có thể chứng đó là 70%. À, khi mà các bạn thêm tích hợp các bạn khác và chứng đó đúng được khoảng 90%. Những cái trường hợp đặc biệt các bạn phải kết hợp thêm hình ảnh học, các bạn phải kết hợp lên những cái xét nghiệm sinh hóa thì không tiếp thì các bạn giúp được thêm 70%. Cái chuyện các bạn hỏi bệnh là các bạn hỏi bệnh sử rất là chi tiết, các bạn khám cẩn thận thì nó giúp các bạn chứng đó đúng được tới 90%. Chỉ 10% nằm ở trong cái nhóm khó đó, mình phải điều đúng là mình phải làm nhiều thứ em có được em, nên các bạn phải hết sức quan trọng chuyện hỗ trợ. Và đặc điểm của bệnh nhân có bị bệnh là gì, bệnh nhân sẽ mãi là các bạn biết cái gì, bệnh nhân sẽ xuất hiện cái khối phòng ha, một cái khối về nhiễm bệnh ha, nó to lên, nó có nó không thì các bạn sẽ nhận biết là gì, có thì nào, không đi thì nào ha. Thì người ta tả là gì, một cái khối phòng tăng lên khi vận động, khi ăn sức, nghe kia ho ra cho nó xuất hiện không? Thì quan phải hỏi tiếp gì? Vậy sao nó mất đi? Vậy sao nó mất đi thì sao? Ta nằm nghỉ tự nó mất đi. À, một số bệnh nhân cái này, ta nhiều có nhiều kinh nghiệm lắm. Bây giờ ta làm được, ta làm ta gác chân cao lên, tự nhiên không bị bệnh nó được nó sẹt xuống. Ha, sao? Ta bị lâu rồi ta có kinh nghiệm là gì? Ta lấy tay là nhét vô. À, có nhiều kinh nghiệm lắm. Mà bệnh nhân là gì? Chỉ mình hết à? Ra những cái chuyện này là gì, là do bệnh nhân tôi tôi tả rồi những người trước tôi đúc kết lại ha, chứ không phải là gì hết, tất cả những người do bệnh nhân tôi tả ha. Thì tả lời cho ông tả được cái đặc tính của khối thuốc vị, các bạn nghe được cái chữ là gì, cái khối thuốc vị xuất hiện lúc có lúc không ha, lúc có lúc không, tăng lên khi ho rằng các bạn nghe được cái chữ đó, các bạn nhắm mắt cái nói này là thoát vị đó, thoát vị. Còn vị trí thoát vị đâu biết được không? Chưa biết được ha, nhưng mà mình nghe
chỉ có đột quỵ nó đau nha, bình thường chỉ có đột quỵ nó không có đau nha. Người ta chỉ tả nó chữ trong sách tiếng Anh là dùng chữ discomfort, hay discomfort là gì, cảm thấy khó chịu mà cảm khó chịu nên cái khó đột quỵ không có đau, cảm giác khó chịu nha. Khi nào khi các bạn nghe được nhân tả cái chuyện là gì, tôi có cái khối thoát vị nó lâu quá rồi, giống như nãy chúng ta này cũng có lắm không, khi mà tôi làm việc nặng khi quán thì xuất hiện thì tôi làm việc hết, mà đột nhiên hôm nay khối thoát vị nó xuất hiện đi rồi nó đau dữ dội làm cho tôi chịu không được, tôi phải tới đường khác có thể tôi tới từ tới bệnh viện, thì lúc đó các bạn có nghĩ tới cái chuyện gì, và nghe cái chữ thoát vị đau mà không có nghĩ tới cái chuyện là nghẹt nên bệnh chứ, bạn phải nghĩ tới cái chuyện nghẹt là chuyện đầu tiên bệnh chứ. Ngày sau các bạn thấy có động thái tích cực ở những đó nó để gì, bạn phải mổ cấp cứu hay là mang cứu được cái thôi bệnh nhân tại gì phải cắt khối luôn, vấn đề phức tạp hơn nữa ha. Khi nào khi mà cái khối bị mẹ cái bệnh mẹ và bạn chuyện nóng chảy ha, chuyện nóng chảy thì gì cái đường mổ mà nó khác thì tăng nguy cơ thoát vị nè, các bạn phải cắt nối ruột, được cắt nối ruột liên quan tới những gì do họ cũng di chuyển hết, nên mình nghe được cái chuyện mà cái khối thoát vị sau đó bệnh nhân cao lên thì nghĩ tới cái chuyện nghẹt nha, có đau thắt tích cực nha. Rồi về thoát vị bạn có liên quan thì cái chuyện đi tiểu không ha, một số trường hợp bệnh nặng thoát vị ha, nặng thoát vị là cái bàng quang thì bệnh nhân sẽ ví dụ như khi mắc tiểu thì người ta có cảm giác là gì, đó là đi tiểu, ví dụ như tiểu gắt hay tiểu nặng thì tự nhiên là kiểu nó hiếm gặp lắm nha. Và cái chuyện mà các bạn nghe hay đọc báo hay đọc trên báo hay đăng cái tin là gì, bác sĩ mổ thoát vị bạn cho bác cắt luôn bàng quang, có nghe có nha, là do gì cái tải thoát vị đó là bàng quang nha. Và mình từ mổ ra là gì, mở vô thì là thắt thoát vị tắt rồi rất là si mê rất là nó lướt nha, cái tự nhiên cứ thấy có cô lai nằm cái gì đó là gì, mình đã xâm nhập cho bàng quang rồi nha, mình đã vô cho bàng quang rồi nha, em thấy có cô lai luôn nha, có nghĩa là gì cái tạng thoát vị, cái tạng đó là bạn mình không hay được ha. Thì chuyện sai lầm là chuyện bình thường mà ha, có luôn ha, trên đời những chuyện nó vô lý thì chúng ta có hết à. Nên cái tạng thoát vị là cái bàng quang thì bệnh nhân sẽ gặp cái triệu chứng đó là đi tiểu ha. Rồi còn cơ chế bị đau các bạn là gì ha, cơ chế bệnh nhân cảm giác tức tức là gì, đó là cơ chế bị chèn ép tăng áp lực. Và cơ chế gì? Cơ chế mà đau ở trong đùi nữa ha, đau ở trong đùi là sao? Là do cái thần kinh nó đè lên cái thần kinh đùi ha, thần kinh gì? Thần kinh ở trong đùi là thần kinh gì? Đùi trong ha gì đó, cái gì đùi trong gì đó, quên tên lên cái chữ là ha, đau trong đùi. Thì cái này trong tiếng Anh nó được hay là referral span là gì? Đau chiếu có nghĩa là gì? Bệnh nó nằm ở phía trên mà nó đau phía dưới, đau phía đùi ha. Và cái đau chiếu này nó rất là các bạn cẩn thận đi khám cho những người phụ nữ lớn tuổi ha, phụ nữ lớn tuổi mà thấy đau đập đùi thì nó có trên lâm sàng mà bữa có dạng cái dấu gì hào sức lưu bơ không, trong cái bài học một cái dấu hào sức lưu bơ đó, hào sức lưu bơ đau đập đùi coi chừng là đau là thoát vị bệnh ha, thoát vị bệnh. Rồi đi khám ha, đi khám thì các bạn phải hỏi sẽ kinh nghiệm nãy nói rồi ha, mỗi kinh nghiệm sao nó có bị nó sẽ xuống, ví dụ thì mình nha, có nhiều kinh nghiệm á, bị lâu có một bị chỉ chục năm tới chưa một là do gì, ta sẽ nằm nghỉ ngơi, người ta ép chân lên cao để thậm chí là ta lấy tay ta đẩy vô, nào lấy tay đẩy vô hết có chuyện rồi, từ từ sao người lại người ta giải quyết tiếp ha, cái đó là gì, tất cả những điều đó thì các bạn phải hỏi tiêu một câu là gì, cái câu này cho rõ là ha, thời gian khởi phát và kéo dài của triệu chứng, ví dụ cái thoát vị bạn này các bạn phát hiện bệnh nhân phát hiện cách đây khoảng 1-2 tháng thì tiên lượng nó khác, và thoát vị bạn này người ta phát hiện cách đây là 10-20 năm thì tiên lượng nó khác, là sao là cái tải thoát vị nó lớn nè, có liên quan tới cái chuyện dính hay không nè, nên tiên lượng nó khác, và thời gian phát hiện càng lâu thì giờ cái tỷ lệ tái phát nó càng cao, và do gì cấu trúc của cái sàn mẹ nó buồn đó nó nhão nó yếu đi, nên khi mà bạn mổ cho một cái người tới một
nhiều năm đó, thì bạn phải tư vấn cho bệnh nhân biết là vậy. Cái này bỏ tỷ lệ thấy tế nó cao lắng nghe à, tại sao? Tại cho ví dụ nhão ra rồi ha, còn bạn bỏ giải thích cái câu đó bỏ chừng tháng sau bệnh nhân bị tái phát lại, bệnh nhân sẽ quay lại bệnh nhân, bệnh nhân cũng kỳ là mới bác sĩ mổ dở ưu tiên cho mổ mới có khác tôi bị lại rồi ha. Nên mình giải thích trước, mình nói là chịu nhân lên cũng nhớ nói trước ông bà rồi ha, chấp nhận thì mổ, chấp nhận thì thôi, chứ nó có tỷ lệ tái phát nha, nên bác sĩ phải thủ cỡ đó nha. Sau này nó có nhiều cái chuyện tôi chuyện không hay xảy ra nha, mình có nhiều kiến thức thì mình sẽ tránh được cái chuyện đó nha. Nên các bạn phải chú ý từ cái thời gian tái phát thì kéo dài được chứ. Rồi sáng là giờ trong cái bài học là gì, không muốn quên nha, không muốn quên nhìn cái vùng mạng thì nhìn cái vùng mạng thì các bạn ném một cái tả thì tả cái gì, quan sát cái cái phòng của vùng mạng nha, quan sát cái cái phòng của vùng mạng đều nha, sao luôn nha, và quan sát sao hoặc bệnh nhân có tả cái phòng thì không sao, các bạn phải quan sát được hai bên luôn nha, phải quan sát hai bên và so sánh. Các bạn có làm một làm những thường ở những cái người mập ha, những người mập mỡ hay hoặc có những cái bú mỡ mà không có phân biệt cái này là thóc bị bẹn hay là thóc bị bẹn hay là bú mỡ hay là do gì, do những cái do những cái tạng người mập ha, mình không có dễ đâu nha. Rồi các bạn phải làm biện pháp van Sava ha, các bạn trước khi làm biện pháp van Sava thì các bạn phải làm gì, bệnh nhân có thóc bị các bạn kêu bệnh nhân ha, hoặc là bạn đẩy cái thóc bị thì biện pháp van Sava này là biện pháp là mình kêu bệnh nhân rạc lên, nhưng rạc giống như đi cầu cho họ dọn bụng lên, thì khi áp lực cái bụng tăng lên nó đẩy có thoát vị ra ngoài thì đó các bạn sẽ quan sát cái sự xuất hiện của khối phòng nha. Một số trường hợp gì và coi cái diễn biến khối phòng của họ có thể đoán được, cái này là không có bệnh trực tiếp hay không có bệnh trực tiếp, và coi cái hướng đi, nhìn vào cái hướng đi của cái thoát vị, nên đó là gọi là nghiệm pháp quan sa va. Nên điều kiện của cái nghiệm pháp quan sa va này là cần phải đẩy cái thoát vị hoạt động nha, để khi bệnh nhân ho hay rặn hay gọt bụng nha, để làm tăng áp lực bụng nha. Rồi nghiệm pháp quan sa va này chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong tăng áp lực nha, các bạn đi du lịch hay đi chơi hay đi ngang với cái nhiều đồi núi á, thì lúc đó bạn nghe bụng tai thì mấy cái mấy cái nhân viên kêu bạn gì không bị lên thổi mạnh ra, cái đó là cũng là biện pháp van Sava nha. Thầy biện pháp van Sava trong tim mạch nha, biện pháp van Sava trong tim mạch, biện pháp van Sava trong tai mũi họng nha, trong du lịch, trong đi chơi cũng ứng dụng biện pháp van Sava trong đi thì nó bay nhảy bay theo là xuất động họ, các bạn làm biện pháp van Sava thì biện pháp van Sava về lý là gì, là tăng áp lực nha, tăng áp lực rất là khi khám thoát vị thì các bạn phải khám ha, làm những nghiệm pháp ha, thì nghiệm pháp này gọi là nghiệm pháp chạm ngón ha. Khám thoát vị, bệnh nhân bị thoát vị bên nào thì các bạn đứng ở phía bên đó và dùng tay ở phía bên đó, ví dụ bệnh nhân bị thoát vị bẹn bên phải thì các bạn phải đứng phía bên phải của bệnh nhân và dùng tay phải ha, các bạn thấy ha, dùng ngón tay phải ha, dùng ngón tay phải đi từ cái gọt đều dương vật này tương ứng với cái lỗ bạn, tương ứng với cái đầu nông, tìm cái lông, tìm cái ống bạn, đưa ngón tay từ từ gõ bạn đi thẳng lên trên, cấp kêu yêu cầu bệnh nhân ho hay rặn ha, yêu cầu bệnh nhân rặn thì điều kiện này các bạn ý ha, cái mặt lòng của bàn tay nè, cái mặt lòng của ngón tay đỏ nè, nó phải hướng về dây chằng bạn nè ha. Rồi yêu cầu bệnh nhân ho hay rặn, cái khối thoát vị nó đụng vào cái đầu ngón tay này và thoát vị bẹn dán tiếp ha, thoát vị bẹn và đụng vào cái mặt lưng ngón tay này là có bệnh gì, trực tiếp ha, có bệnh đụng vào lưng là trực tiếp, đụng vào đầu là dán tiếp ha. Rồi kêu bệnh nhân ho hay rặn ha, nhớ là gì, bệnh nhân bị thoát vị bẹn bên nào thì bạn đứng phía bên đó của bệnh nhân và dùng cái tay bên kia đó, ví dụ bệnh nhân thoát vị bẹn ở bên trái thì bạn được kêu bên trái dùng tay trái để khám à. Và yêu cầu là gì, mặt lòng của bàn tay hướng về phía dây chằng bạn, đó là biện pháp
chặn nó nè. Rồi đây một cái biện pháp nữa gọi là biện pháp Siemens. Biện pháp Siemens hay được dịch tiếng Việt gọi là biện pháp ba ngón nè. Ngón tay trỏ của người khác sẽ đặt vào lỗ bên sau. Ngón giữa ha, sẽ đặt vào phía trên của cái lỗ bên trong, và ngón số 4 ha, đặt vào phía dưới dây chằng mềm ha, nó đụng vào ngón 1 là thoát dây mềm. Dán tiếp xuống ngón cái gì cũng rõ nhé, ngón giữa là trực tiếp, còn ngón 4 là ngón gì cũng nhẩm nè, ngón 4 là thoát dây đụng nè. Tuy nhiên cái biện pháp này đối với tôi không có giá trị, lý do là gì? Sai nhiều quá, nó sai nè. Thì chạy cái biển thì chạy đủ, nhưng cái biện pháp này nó rất là khác, sai rất nhiều, đang kể cả những người khác có nhiều kinh nghiệm cũng sai nè. Nên biện pháp này theo kinh nghiệm, theo thời gian nó cần chúng ta sẽ tự bỏ đi nè. Rồi biện pháp tiếp theo là biện pháp chặn lỗ càng sâu nè. Thì các bạn đã biết nè, đây là củ mu, đây là gai chậu trước trên nè. Thì mình lấy điểm giữa giữa củ mu và gai chậu trước trên là những cái bạn điểm giữa ngay giữa, mình kéo vào trong cái này thì mình đang tương ứng với vị trí của lỗ bên sau. Thì bạn dùng ngón trỏ hoặc ngón giữa đè vào cái vị trí này, vị trí của lỗ bên sau nè. Đường giữa nối giữa gai chậu trước trên củ mu kéo vào trong khoảng 2 cm, chặn một lỗ bên sau bằng ngón trỏ ngón giữa. Khi khối thoát vị nó không xuất hiện, đó là thoát vị gì? Thoát vị không xuất hiện, mình chặn lỗ ngay cái bạn này, đó là thoát vị gì? Thoát vị gián tiếp nha. Khi thoát vị nó xuất hiện đi, nó xuất hiện nó thoát vị là gì? Nó có đi theo đường thoát bạn nữa, thì mình chặn cái đường vô rồi đó, đó là thoát vị trực tiếp nha. Rồi đó là nãy giờ có mấy biện pháp rồi, biện pháp Vasava, biện pháp chạm ngón, biện pháp Siemens, biện pháp chặn lỗ bên sau, ngang kéo lỗ bên sau rồi. Khi bệnh nhân có thoát vị nó nằm ở trong cái bìu luôn, thì mình có làm cái biện pháp đó, mấy cái biện pháp nãy giờ không? Thì cái này gọi là gì? Và đặt câu hỏi là gì? Cái thoát vị nó đi vào trong bìu chắc chắn là có thoát vị gián tiếp luôn, đúng không? Nằm trong bìu thì nó đi theo cái ống hút tĩnh mạch, nó đi xuống dưới, nó nằm trong bìu, bị đặt câu hỏi thoát vị mà nó khối thoát vị nó nằm trong bìu, vậy cái này là 100%, cái này là thoát vị mềm gián tiếp luôn, đúng không? Xin thưa là sai ha. Thoát vị mùi, thoát vị đùi, cái thoát vị trực tiếp nó vẫn nằm trong bìu bình thường ha. Trên đời nó không có chuyện gì gọi là tuyệt đối hết ha. Thoát vị đùi nó vẫn nằm, thế thoát vị trực tiếp vẫn nằm trong bạn trong cái bìu bình thường ha. Rồi khi có một cái khối thoát vị hoặc là bìu căng thẳng, bệnh nhân gặp những cái bìu căng to lên, thì lúc này các bạn mới phân biệt được cái này là tràn dịch tinh mạch hay là thoát vị bạn ha. Thì các bạn phải làm cái gì? Cho nghe vô buồng kính, nghe buồng kính là ghê ha, cho nghe vô buồng tối, các bạn chiếu cho cái đèn vào cái bìu, chiếu đèn vào bìu, nếu mà ánh sáng đi xuyên qua hết thì nó là gì? Thấy được ánh sáng đi xuyên qua hết thì nó là gì? Nó là tinh mạch nước ha. Còn tạng nó thì tạng nó là ruột, nó cản ánh sáng lại ha, thì ánh sáng nó không bằng á, cái đó là thoát vị ha. Rồi các bạn cứ sờ nắn được tinh mạch ha, làm gì nữa các bạn? Cái đó, nếu là nó ruột thì họ sẽ nghe được gì? Nghe được tiếng hơi ha, cái di chuyển của trong ruột là gì? Nghe được. Nên khám này là gì? Có khi mình tắt nghe nó gì? Nghe có nhiều động ruột hay không? Khi mà nghe được có nhiều động ruột thì mình nói là gì? Đây là thoát vị, chứ không phải là tinh mạch nước hay là tràn dịch tinh mạch. Tuy nhiên, có khi nào các bạn ruột nào đó không nghe được không? Vẫn có hiện tượng liên quan tới cái chuyện nó bị nghẹt lại, nên các bạn đi mất nhiều động ruột, nó triệt nhiều động ruột rồi còn không nghe được nghe. Rồi ví dụ quá, mình không biết làm sao phân biệt được thì mình ra mình gọi nó có xin cho
đàn đó, coi cái này là lục hay là nữ, khi mà bác sĩ làm thì chuyện đó cái này gọi là gì, quay lại đó là cắt rồi. Vậy thì nãy giờ nó làm mấy cái biện pháp mà biện pháp Vasava, biện pháp Time, biện pháp chặn nó, biện pháp chặn lỗ sâu, biện pháp chiếu đèn, thì các bạn về nhà tự đặt, tự viết ra một cái bài về phân biệt sự khác nhau giữa khối tiền mạng trực tiếp và khối tiền gián tiếp. Ví dụ như là gì, cái khối đất vị nó xuất hiện như thế nào, đi một món bẹn nào, đó là biện pháp Vasava. Có các vị nó đụng vào đâu, trong một đầu ngón hay là đụng vào lưng ngón khác nhau. Các xi men về những pháp xi men nó nằm ở đâu, về những pháp chặt độ hay sâu nó như thế nào. Em vì nhà mình muốn thuộc cái bài này từ nhà nhà tự mình biết, không có cách nào khác hết, tự mình biết là một cái bài riêng cho mình em, để mình biết được cái chuyện đó em. Rồi nên cái một cái câu mục tiêu thứ tư, các bạn phải phân biệt cái này là thoát tiền mạng trực tiếp hay thoát tiền mạng gián tiếp. Thì cái tự phân biệt qua thi lâm sàng, một số thầy hỏi các bạn là gì, phân biệt có một sự khác nhau ha, khác nhau giữa thoát tiền mạng trực tiếp và thoát tiền mạng gián tiếp. Thì cái câu đó thì thi với tôi cũng không hỏi câu đó nữa, tại câu đó nó gọi là gì cũ quá không hỏi nữa. Lý do sao thì này nó nói là gì, phát triển của phẫu thuật dần dần nó lớn lên em. Thì người ta làm cái nghiên cứu là gì, người ta chỉ nói lên lâm sàng cái này là thoát vị bẹn trực tiếp, thoát vị gián tiếp, sau đó người ta mổ và so sánh giữa cái kết quả giữa cái chuyện đó trước mổ với cái chuyện đó sau mổ, thì người ta phát hiện cái chuyện là gì, người sai tới 50%, sai tới 50%, thế nó bị lớn không, lớn chứ đúng không, sai 50% rồi. Nên sau này ta không tin lý luận cái chuyện đó. Rồi chuyện thứ hai nữa là gì, dù các bạn chứng đoán cái này là có người miệng trực tiếp hay có người gián tiếp, phương pháp điều trị giống nhau, phương pháp điều trị giống nhau, nên người ta cũng không cần phải phân biệt chạy. Nên cái câu những cái thầy có một số thầy hay hỏi phân biệt em, thì tôi bỏ câu này là tại vì nó cũng các bạn chỉ cần biết được cái này là có người miệng có bạn đùi hay là có người miệng trực không cần phân biệt trực tiếp hay gián tiếp nha. Nếu vậy thì có vẻ nó gọi là gì, nó sản động quá, nhưng mà thực ra nó là như vậy, tại vì nó những cái lý luận để chứng minh được chuyện đó. Bạn khám lâm sàng sai cái 50%, hai phương pháp điều trị giống nhau thì đâu cần phân biệt nha. Rồi một cái mới nữa là gì, trước khi người ta nghĩ chuyện gì ở người trẻ thì bị khóc bị bạn, nên người ta nghĩ do cái chuyện là tồn tại của khúc tương mại thành điểm yếu thành ruột ha, nên nó gây khóc bị bạn gián tiếp ha. Ở người già do theo thời gian thì tương đáp căn cơ nó bị chèn ốp qua những cái điểm yếu thành ruột, nó bị nó xuất hiện khóc bị trực tiếp, nhưng mà cái lý thuyết đó là nó phù hợp và do cái chuyện sự phát triển của khối nội soi, tôi quan sát lại là gì, đa phần hơn 90% các trường hợp một cái mẹ đều là khối bị giãn tiếp hết. Nên các bạn này gọi là gì, các bạn nhầm lại chứng đoán là cái này khối bị giãn tiếp còn đúng tới 90%, kể cả nít, kể cả người lớn, kể cả nhưng mà gì con nít là gì, giãn tiếp là đúng là hơn 90%. Chắc 99% có nha. Còn cái người già là gì mà đúng được tới 90% nha. Đa phần các trường hợp đều là có người bạn gián tiếp nha, có người chính trực tiếp tích lúc không có nhiều nha. Nên sau này nó có lý thuyết gọi là gì, có người bạn gián tiếp bẩm sinh hay bẩm phẳng nha, bẩm sinh hay bẩm phẳng. Rồi nó chờ gì vui nè. Rồi khi khám thấy một cái khối phòng của người bạn, các bạn nghe là đặc tính khối phòng, ví dụ như khối phòng mà nó lúc khó lúc không, có phòng đó là dùng từ trên đến trường cặp đúng đang không hiểu, ví dụ còn không hiểu với một số cái bệnh lý khác, ví dụ như bệnh lý của thần kinh, ví dụ ngang thần kinh hay từ mặt nước
Tuy nhiên là gì? Đang từ tinh, tinh mạch trước có cái mẹ ở trong đất thì nó là một bệnh, là bệnh lý ống tinh mạch của trẻ, các điều trị cũng có một cách giống nhau luôn nha. Phân biệt với một cái chuyện là những cái bệnh lý của tinh hoàn như là sắc tinh hoàn nha, sắc tinh hoàn là cấp cứu nha, các bạn phải để ý nha. Các bạn phân biệt cái này là có bị mẹ hay là sắc tinh hoàn thì dễ lắm nha. Sắc tinh hoàn thì chừng nữa cái bài niệu như trong cái niệu thì dạy là gì, tinh hoàn bên cao thấp sợ tới đau và sợ âm không máu nuôi nên sắc tinh hoàn. Khi các bạn đi làm ha, tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp đi sáu năm bác sĩ đi làm, cái này là các bạn bắt buộc phân biệt được, tại vì cũng vậy nguyên tắc không để được để thiếu máu quá 6 tiếng ha. Cái mà để sắc tinh hoàn các bạn mà để quá 6 tiếng là gì, người ta sẽ quay lại thực hiện lại cái lý do gì mà chặn đi ha. Còn giảm huyết sớm thì có thể cứu được cái tinh hoàn, cứu được cái mạng của ta nha. Nên các bạn phải phân biệt được cái chuyện đó. Phân biệt gì mỡ ha, u bã ha, hoặc là gì hạt của mùa vẹn ha. Cách đây nếu các bạn không chạy trên mạng suy nghĩ ba các bạn khám không ha, khám không mà kiểu đó là gì, hạt ở mùa vẹn ha, là mình khám là đã ok này, là hạt mùa vẹn rõ ràng ha. Nhưng mà gì lặp lại mình coi những cái người khác trước thì chắc nó không có mùa ha, mình nghĩ một chuyện là gì, những cái chuyện mà không thể xảy ra vẫn có những người xem đó là chuyện bình thường. Rồi phần giảm đông mạch thượng tinh ha, phân biệt với cái giảm tinh mạch thượng tinh hoặc là cái bệnh lý giảm phần động mạch đùi ha, giảm phần động mạch đùi thường các bạn này dễ lắm, giảm phần động mạch đùi liên quan tới mấy cái người mà chích ma túy, chích lâu ngày quá nó có chuyện không nói, nó chích nghe mình bạn đó không nói với động mạch đùi thì nó tạo một cái túi phân giả hết ha, nó cũng giống cái miệng sờ cái miệng cũng giống như không bị bệnh vậy đó. Và tuy nhiên là gì, nó không có điểm chứng khó lắm thôi nha. Rồi các bạn có đặt câu hỏi gì không? Cái này là cách khám, chỉ dạy cái phần khám thôi ha. Rồi các bạn đặt câu hỏi gì không? Thank you.